Drama về sự chia tay của huyền thoại Lionel Messi với Barcelona những ngày vừa qua vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Từ những rắc rối trong việc gia hạn, những sự chèo kéo từ các câu lạc bộ khác, mọi thứ tưởng như đã an bài. Nhiều thông tin về việc tiền đạo người Argentina gần như gia nhập Paris Saint-Germain đã xuất hiện. Tuy nhiên, Barca đang nhất quyết ngăn cản điều này diễn ra. Nhiều tin đồn cho rằng họ sẵn sàng đâm đơn kiện gã nhà giàu nước Pháp nếu chiêu mộ Messi. Và những nỗ lực giữ em Pulgar ở lại được thể hiện khi có thông tin Barca sẽ đưa ra lời đề nghị cuối cùng cho Messi. Nhiều nguồn tin cho rằng lời đề nghị thậm chí được đưa ra vào ngay sáng hôm sau buổi họp báo chia tay. Cụ thể, tờ Mundo Deportivo đưa tin Barcelona sẽ có lần cuối đàm phán với Leo Messi để cố níu giữ anh ở lại. Ferran Reverter, CEO của đội chủ sân Camp Nou sẽ là người đối thoại với phía Messi nhằm hy vọng tạo ra phép màu. Liệu đây sẽ là một cú quay xe chuẩn bị xảy ra từ phía Lionel Messi? Đồng thời, tờ Sport nói rằng chủ tịch Laporta hiện đang đi nghỉ và sẽ ngắt liên lạc trong 4 ngày. Ông đang rất căng thẳng sau chuỗi ngày ồn ào vừa qua. Hẳn là đã có những động thái nào đó được diễn ra từ hai phía mới tạo ra luồng thông tin như vậy. Diễn biến về tương lai của Messi vẫn còn phía trước và chúng ta sẽ phải chờ đợi. Nhưng kỳ thực, Blaugrana hiểu rằng nếu mất Messi, họ sẽ mất vô cùng nhiều, không chỉ ở khía cạnh chuyên môn mà quan trọng hơn chính là khía cạnh tài chính. Ai cũng biết rằng Messi ra đi, Barca sẽ phải tính đến chuyện làm thế nào để thi đấu tốt mà không có anh. Bởi El Puga đã là linh hồn của đội bóng này từ rất lâu rồi. Chính điều này đã khiến hình ảnh của Leo gắn liền với thương hiệu của đội bóng. Các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ước tính rằng sự ra đi của Lionel Messi có thể làm giảm 11% giá trị thương hiệu của FC Barcelona. Do đó, câu lạc bộ có thể chứng kiến sự suy giảm 137 triệu euro so với mức tổng giá trị được định giá trong năm 2021 euro. Barcelona hiện đang là thương hiệu câu lạc bộ bóng đá có giá trị thứ hai trên thế giới, theo báo cáo của Brand Finance Football 50/2021. Được biết, Brand Finance có trụ sở chính tại London, là đơn vị tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới. Công ty này chuyên đánh giá sức mạnh của các thương hiệu và định lượng giá trị tài chính của chúng, qua đó giúp các tổ chức thuộc mọi loại hình đưa ra quyết định chiến lược phát triển thương hiệu. Tỷ euro, Barcelona xếp sau Real Madrid. Đội bóng hoàng gia tự hào với giá trị thương hiệu hàng đầu cũng chỉ cao hơn Barca 10 triệu euro. Giá trị của một thương hiệu dựa trên tỷ lệ doanh thu do thương hiệu mang lại. Sự ra đi của Messi được cho là sẽ có những tác động tiêu cực trực tiếp đến thu nhập tài trợ, doanh thu bán hàng, cụ thể là áo đấu hay đồ lưu niệm và doanh thu trong ngày thi đấu của Barcelona trong tương lai. Điều đó cũng có thể gián tiếp góp phần làm giảm giá trị thương hiệu. Vì không có Messi khiến sự quan tâm về câu lạc bộ của người hâm mộ giảm sút, lượng người theo dõi toàn cầu của đội bóng xứ Catalonia có nguy cơ bị thu hẹp. Nhìn vào vai trò của Messi trong việc thúc đẩy doanh thu cho câu lạc bộ qua rất nhiều dòng tiền khác nhau, ước tính rằng sự ra đi của El Puga có thể khiến giá trị thương hiệu của Barcelona giảm rất mạnh. Mức định giá thương hiệu năm 2021 của họ sẽ chẳng có bất kỳ cơ hội nào để vượt qua Real Madrid, nhất là nhìn vào tình hình tài chính ở Barcelona hiện tại. Đội bóng này đang phải đối mặt với những khoản nợ chồng chất, thậm chí ngay cả việc tiếp tục ký hợp đồng với trụ cột không thể để mất cũng gặp một chút khó khăn. Tổng tiền lương mà Barca phải chi trả cho các cầu thủ đang phình to hơn bao giờ hết. Messi ra đi, các hợp đồng quảng cáo, tiền bản quyền, tiền bán áo v.v. cũng giảm. Chiến lược để giải quyết số nợ của họ sẽ trở nên thực sự mờ mịt. Hugo Hensley, giám đốc dịch vụ thể thao tại Brand Finance nhận xét: Messi đồng nghĩa với thương hiệu Barcelona và là lá bùa hộ mệnh của câu lạc bộ kể từ khi anh ra mắt cách đây 15 năm. Sự hiện diện của anh ấy tại câu lạc bộ chắc chắn đã cho phép đội thu hút thêm người hâm mộ, những cầu thủ giỏi hơn, những quản lý, giao dịch thương mại và giành được nhiều tiền của. Sự ra đi của anh ấy có thể khiến câu lạc bộ phải trả giá rất đắt và dẫn đến việc giá trị thương hiệu bị giảm sút nghiêm trọng. Quả thật như đã phân tích phía trên, việc Messi rời khỏi sân Camp Nou sẽ là cơn ác mộng thực sự cho tình hình tài chính đang lao xuống dốc của đội bóng. Với giá trị thương hiệu thấp hơn sau sự ra đi của Messi, Barcelona cũng có thể trượt xuống vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng Brand Finance Football 50/2021, đứng sau Manchester United. Đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh được định một, quy đỏ luôn rất biết cách phát triển hình ảnh thương hiệu, thậm chí mức định giá ấy còn có khả năng gia tăng đáng kể khi Man United vừa đem hai ngôi sao lớn là Raphael Varane và Jadon Sancho về sân Old Trafford. Hơn lúc nào hết, Barca cần giữ Messi bằng mọi giá, dù cơ hội làm nên điều thần kỳ là quá sức nhỏ nhoi, trước khi cố gắng học hỏi cách làm marketing và branding của Manchester United. Vậy để đi sâu hơn, sự ra đi của El Puga có ý nghĩa gì đối với giá trị thương hiệu của FC Barcelona? Ben Bagrie, cố vấn dịch vụ thể thao tại Brand Finance, giải thích: không cần phải nói, Messi là siêu sao toàn cầu. Các lĩnh vực chính mà cầu thủ người Argentina tạo ra giá trị cho Barcelona gồm: thứ nhất, doanh thu thương mại. Việc được theo dõi ở quy mô toàn cầu của El Puga khiến anh trở thành một vận động viên rất hấp dẫn đối với các doanh nghiệp tài trợ.
Sự hiện diện của anh tại câu lạc bộ chắc chắn đã cho phép Barcelona mang lại nhiều hợp đồng tài trợ béo bở hơn. Messi có hơn 240 triệu người theo dõi trên Instagram, nhiều hơn gấp đôi so với tài khoản chính thức của Barcelona, 99,5 triệu. Một chỉ số thể hiện sự nổi tiếng và giá trị mà anh ấy có thể mang lại cho bất kỳ đội bóng nào chỉ thông qua lượng người theo dõi trên mạng xã hội của mình. Giá trị thương hiệu có rủi ro, thâm hụt liên quan đến doanh thu thương mại ước tính vào khoảng 77 triệu euro. Thứ hai là màn trình diễn ở trên sân. Người ta không thể đoán được Barcelona sẽ thể hiện lối chơi như thế nào sau khi Messi ra đi. Nhưng anh đã có tác động to lớn đến màn trình diễn của họ trong những năm qua và đã mang lại một lực lượng lớn người theo dõi các trận đấu của câu lạc bộ. Messi đã ghi hơn 30 bàn mỗi mùa kể từ mùa giải 2008-2009, dẫn dắt Blaugrana giành được rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ trong suốt chặng đường đã qua của sự nghiệp. Barcelona vẫn sẽ trình làng một đội hình toàn ngôi sao ngay cả khi không có tên anh trong danh sách đội bóng. Dẫu vậy, họ có thể mất nhiều thời gian để điều chỉnh nhân sự khi không còn cầu thủ chủ chốt của mình. Những cái tên như Griezmann, Aguero, Depay không thể nào so sánh với tầm vóc vĩ đại của Messi. Khoản cuối cùng là bán đồ lưu niệm và áo đấu. Khi bạn tản bộ ở hầu hết mọi nơi trên thế giới, thật dễ để nhìn thấy ai đó đi lang thang trên phố với chiếc áo số 10 mang tính biểu tượng. Doanh số bán áo đấu của Messi được báo cáo đã tạo ra hơn 200 triệu euro, trong đó câu lạc bộ thu về một khoản 10-15%, tức là 30 triệu euro, và nhà sản xuất áo đấu Nike được hưởng phần của El Puga. Điều này cũng có nghĩa là Nike sẽ mất doanh thu sau sự ra đi của anh ấy, nếu kết quả là doanh số bán hàng hóa tổng hợp của Barcelona giảm. Với việc chiếc áo Messi số 10 nổi tiếng không còn trên kệ hàng, Barcelona có thể mất 43 triệu euro giá trị thương hiệu. Khi tính đến vấn đề này, điều quan trọng là phải đánh giá rằng giá trị đó phải được đo lường khi nhìn về phía trước. Chẳng hạn như Messi có thể tạo ra bao nhiêu giá trị bổ sung cho Barcelona trong phần còn lại của sự nghiệp nếu anh ấy ở lại. Trong khi đó, chúng ta có thể tranh luận rằng anh ấy sắp kết thúc sự nghiệp của mình. Dù vậy, Messi ít có dấu hiệu chững lại, vẫn ghi 38 bàn trên mọi đấu trường ở mùa giải 2020-2021. Nhiều cầu thủ như Cristiano Ronaldo hay Zlatan Ibrahimovic vẫn đang đạt phong độ cao nhất và rất ít có ý kiến cho rằng Messi không thể tiếp tục thi đấu thêm 5 năm nữa ở đẳng cấp đỉnh cao. Tuy nhiên, rõ ràng là nếu Messi 28 tuổi thì giá trị rủi ro đối với Barcelona sẽ cao hơn đáng kể dựa trên lợi nhuận kỳ vọng lớn hơn trong tương lai. Do đó, nguyên nhân tuổi tác phần nào khiến những thâm hụt về tài chính dự kiến có thể bớt tồi tệ hơn. Nhìn vào tác động của việc Ronaldo rời Real Madrid vào năm 2018, giá trị thương hiệu của câu lạc bộ đã giảm 19%. Câu lạc bộ đã phải vật lộn để lấy lại thành công với kết quả trên sân kể từ khi siêu sao người Bồ Đào Nha chuyển đến Juventus. Năm nay không có cầu thủ Real Madrid nào được chọn vào đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha tham dự Euro 2020. Điều này cho thấy câu lạc bộ đang gặp khó khăn về phong độ. Barca có thể thấy ảnh hưởng tương tự. Các quyết định và màn trình diễn trong tương lai của câu lạc bộ có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu nguy cơ sụt giảm giá trị thương hiệu nghiêm trọng như vậy. Đương nhiên, giá trị rủi ro phần lớn phụ thuộc vào cách Barcelona phản ứng và thể hiện. Ví dụ, nếu họ mang về những siêu sao khác, những người có thể cung cấp sự thúc đẩy hiệu quả, thi đấu tốt hơn, bán áo đấu và các hợp đồng quảng cáo, các tác động có thể bị hạn chế. Chắc hẳn, chính Barca cũng hiểu rất rõ những tổn thất nặng nề về giá trị thương hiệu cũng như thâm hụt tài chính sắp tới trong trường hợp Messi ra đi. Liệu họ đã sẵn sàng để tiếp đón những cơn sóng dữ sắp đến chưa? Câu trả lời có lẽ là chưa, và cái họ cần là rất nhiều sự dũng cảm và cẩn trọng trong những suy tính.